Xin chào các em, xin lớp 8. Hôm nay thì thầy tiếp tục dạy các em học bài học tiếp theo của chương 3, học 8. Xin mời các em quan sát các cái tập hình dưới đây. Em có nhận xét gì về hình dạng và kích thước của các tập hình dưới đây? Em quan sát kỹ thì em thấy có những cặp hình mà có cái dạng giống nhau, nhưng cái hình thầy đã chỉ đây là cặp thứ nhất. Tương tự chúng ta có cặp thứ hai, rồi cặp thứ ba, cặp thứ tư, cặp thứ năm. Ở những cái hình cặp hình này thì nó có hình dạng giống nhau, thì kích thước nó khác nhau. Rồi mời các em quan sát đi. Rồi, đây là cặp hình nhất. Rồi chúng ta thấy là cái hình dạng của nó giống nhau, nhưng khác nhau về kích thước. Thì những cái hình này ta gọi nó là hình cầm dạng. Các hình có hình dạng giống nhau nhưng kích thước có thể khác nhau thì ta nói là hình đồng dạng. Như vậy thì các tam giác như thế nào được gọi là tam giác đồng dạng với nhau? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Bài hôm nay chúng ta học đó là bài số 4, khái niệm tam giác đồng dạng. Bài này gồm có hai phần, phần một nhỏ là tam giác đồng dạng. Từ phần này chúng ta sẽ biết về định nghĩa, về ký hiệu hai tam giác đồng dạng và tỷ số hai tam giác đồng dạng như thế nào. Phần hai là định lý, thì mình sẽ biết thêm một cách kết luận hai tam giác đồng dạng một cách hết sức là ngắn gọn để kết luận được hai tam giác đồng dạng. Ta vào phần thứ nhất, chúng mở bỏ cho hai tam giác. Như em quan sát trên hình, ý thứ nhất là cho biết các cặp góc bằng nhau. Vì thì mấy em thấy nó giống à, góc A góc bằng phải giống giống nhau là chúng bằng nhau, góc B góc phải giống giống nhau chúng bằng nhau, góc C góc C phải giống giống nhau chúng bằng nhau thì là góc ba góc tương ứng bằng nhau. Rồi tiếp theo là tỷ số, các cái tỷ số bây giờ mình sẽ làm tỷ số các cái con số nó cho tương ứng trên hình. Rồi mình sẽ thay thế vào đây, sau đó mình sẽ rút gọn đó. Thì lúc này mình thấy ba kết quả nó bằng nhau, như vậy là ba cái tỷ số này sẽ bằng nhau. Vậy thì em thấy hai tam giác có ba góc lần lượt bằng nhau, ba cạnh tương ứng tỷ lệ với nhau, thì hai cái điều kiện này gom lại thì người ta sẽ nói hai tam giác này là hai tam giác đồng dạng. Ta nói tam giác nào phải B phải C phải đồng dạng với tam giác ABC. Rồi nghĩa mày quan sát kỹ định nghĩa tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đó là đồng dạng với tam giác ABC nếu điều kiện thứ nhất là góc A bằng góc A phẩy, góc B bằng góc B phẩy, góc C bằng góc C phẩy. Điều kiện thứ hai là các cái cạnh tương ứng của nó thì tương tự là các cạnh của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy chứng mẫu là cạnh tam giác ABC bằng nhau. Nhớ là hai điều kiện này gom lại mình sẽ kết luận được hai tam giác đồng dạng. Và thầy sẽ giới thiệu em cái ký hiệu tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC được ký hiệu liên quan đến kỹ chỗ nó ký hiệu nè. Đó, ký hiệu như thế này. Vậy thì cái dấu này liên quan đến kỹ dấu này gọi là đồng dạng. Đây là ký hiệu đồng dạng. Mấy em không có xem kỹ thì khi mà mấy em làm bài thì có thể chỗ này mình sẽ ghi nhầm. Nhớ là viết theo thứ tự cặp đỉnh tương ứng, đó là cái đỉnh A phẩy tương ứng với đỉnh A, đỉnh B phẩy tương ứng với đỉnh B, đỉnh C phẩy tương ứng với đỉnh C. Đó, lưu ý như vậy không được viết lộn xộn. Rồi tỷ số cạnh tương ứng của nó thì các em thấy là ký hiệu mình viết là tam giác A phẩy B phẩy C phẩy trước, thì ở đây thì các cái cạnh của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy sẽ nằm ở tương tự, còn các cạnh còn lại tam giác ABC phía sau đó thì các cạnh của nó sẽ nằm như vậy. Và ta đặt nó là K, K này gọi là tỷ
số đồng dạng, gọi là tỉ số đồng dạng. Em lưu ý những cái bài tập nào có đề cập đến tỉ số đồng dạng, em lưu ý là tất cả những cái kết quả mà thu gọn được là bằng ra. Câu hỏi số 2, câu hỏi số 2 thì trên hình cho hai đồng giác, và hai đồng giác này ta đã cho mình biết trước là hai giác nó bằng nhau rồi. Ta hỏi là nó đồng giác với nhau hay không, tỉ số đồng giác là bao nhiêu. Thì áp dụng định nghĩa thì điều kiện thứ nhất là kiểm tra về các cái góc. Thì do hai giác bằng nhau cho nên là các góc tương ứng sẽ bằng nhau. Và tiếp theo về cạnh, thì mình lập tỉ số các cạnh như thế này thì đều bằng nhau hết, tại vì do là các cạnh nó là từng đo bộ nó sẽ bằng nhau. Vậy thì hai cái yếu tố này thì nó đúng như cái định nghĩa của mình, thì kết luận được hai đồng giác này là đồng dạng. Em nhớ là cái chuyện này, còn cái định đi theo đúng được tương định, còn tỷ số đồng dạng, tỷ số đồng dạng thì đây là một, tại vì các cạnh này nó sẽ bằng nhau cho nên lập tỷ số sẽ ra là đồng một. Như vậy thì mình thu được cái kết quả là hai giác bằng nhau thì nó sẽ đồng dạng, nên tỷ số đồng dạng. Qua câu B, cho tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng giác ABC theo tỉ số k, thì đảo ngược lại là giác ABC nó đồng dạng với giác A phẩy, B phẩy theo tỉ số nào? Thì bây giờ mình dựa vào ý đầu đó, ý đầu đề cho này, thì chúng ta có là các góc bằng nhau, rồi lập tỉ số các cạnh này đều bằng nhau, này là theo định nghĩa, thu được theo định nghĩa. Rồi bây giờ cái ý thứ hai là không được lợi đồng giác ABC có đồng dạng với A phẩy, B phẩy, C phẩy không thì sao? Thì theo kết quả trên đó thì cái điều kiện thứ nhất của nghĩa thì mình sẽ thu được. Còn cái điều kiện thứ hai là do người ta cố tình ta đặt đồng giác ABC ở phía trước, cho nên là khi mình lập tỉ số thì các cạnh đó là nó sẽ ở trên tử, các cạnh đồng giác ABC nằm ở trên tử. Đây nó sẽ ngược lại với chỗ này, ngược qua còn ngược lại, thì lúc này cái tỉ số đồng dạng cho nó không còn là k như thế này nữa, mà tỉ số đồng dạng đó sẽ là cạnh đảo lại, đó là một phần k. Như vậy thì khi mà người ta cho hai tam giác đồng dạng mà ta đảo ngược lại thì nó vẫn đồng dạng, nhưng mà cái tỉ số đồng dạng đó là cạnh đảo lại. Để thu được kết quả là tam giác ABC đồng dạng nên k phải phải sẽ phải nó ngược lại so với các mặt mà nhớ tỉ số của nó là một phần k. Rồi thì qua cái chấm hỏi đó mình thu được cái ba tính chất. Tính chất thứ nhất là mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. Tính chất thứ hai là tam giác thứ nhất đồng dạng với tam giác thứ hai thì mình có kết quả là tam giác thứ hai đồng dạng ngược lại tam giác thứ nhất, và lúc này tỷ số đồng dạng đó là đảo lại nha. Rồi tính chất thứ ba thì em quan sát ba cái này, tam giác thứ nhất đồng dạng với tam giác thứ hai, tam giác thứ hai đồng dạng với tam giác thứ ba thì mình thu được kết quả là tam giác thứ nhất đồng dạng và qua cái cầu nối là tam giác thứ hai. Đó, lưu ý chất thứ ba mình sẽ khi làm bài tập được câu trên sẽ gặp. Rồi bằng hai nhỏ lên đi. Câu hỏi số 3, cho tam giác ABC kẻ đường thẳng A song song với cạnh BC, cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự tại bài là hai tam giác AMN và ABC có các góc và các cạnh tương ứng như thế nào? Thì hình vẽ đây, tôi quan sát hình vẽ. Ở trên đây hình vẽ có một điều rất là quan trọng, đó là cái độ song song là AMN song song với BC. Thì ta hỏi tam giác AMN ở đây, đây là tam giác AMN. Mình quan sát trên hình em thấy là cái cặp góc tương ứng đây, hai cặp góc này là bằng nhau, lý do là vì tương tự hai cặp góc này là đồng vị, là hai cặp, còn cặp thứ cái cặp góc ba đó là trùng nhau, đó là ngay góc A. Vậy thì ta có được là ba cái góc tương sẽ bằng nhau. Đó là đúng được cái điều kiện thứ nhất của định nghĩa. Mình kiểm tra điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là các cạnh tương ứng tỷ lệ. Thì mình áp dụng cái hệ quả của định lý Thales là do cái chỗ mà là song với BC thì ta có thu được là ba cái tỷ lệ như thế này. Cái này là theo hệ quả của định lý Thales. Thì hai cái điều kiện này chính là hai cái
qua thì người ta thấy là trong tam giác là có một cạnh mà có một cái động mờ là song song với cạnh BC nhé, thì ta sẽ kết luận được có một cái tam giác mới đồng dạng với tam giác rồi. À, người ta sẽ ngắt hơn chỉ cần em chỉ được cái vấn đề song song này thì mình thu được cạnh giác đồng dạng ha. À, rồi định nghĩa được cạnh cơm trong hai cái này nên là áp dụng lý sẽ ngắn gọn hơn. Và bây giờ nội dung định lý quan sát học kỹ định lý này. Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành tam giác mới đồng dạng với mặt tròn. Mình nhớ vấn đề quan trọng của định lý là phải có điều kiện song song mình phải áp dụng được. Rồi đang quan sát thì mình giới thiệu được cái hình thứ nhất. Trong hình thứ nhất này có đề cập đến đây là đường ngang song song với BC, chúng ta có được theo định lý thì có được hai giác đồng dạng. Đó là tam giác AML. AML em nhìn theo trên bảng thị trí không phải đúng tương tự đó. AML thì nó sẽ đồng dạng với ABC. Chỗ này không được viết lộn lại, lộn lại mình sẽ sai cái hiệu. Hình thứ hai mình cũng có được cái vấn đề song song là đường thẳng A song song với AB, thì ta cũng có được hai giác đồng dạng ở đây. Rồi xem đây, CMN nhìn được bạn CMN thì tương ứng nó sẽ là CBA, đây là CBA, chỗ này cũng không được viết nhầm luôn. Hình thứ ba cũng là song song đó nhưng mà nó khác đó là như thế này, MN song song với AC thì lúc này thì tí cũng có được hai giác đồng dạng là BMN. Để nha, BMN thì nó sẽ đồng dạng với là BAC đó, phải đúng theo thứ tự của nó, không được viết nhầm lại. Quan trọng chú ý định lý cũng đúng cho trường hợp là đường thẳng cắt phần kéo dài hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại. Lưu ý vấn đề song đây ở A thì nó ngoài này nhưng mà nó cắt hai cái đường kéo dài của tam giác thì lúc này nó cũng có tạo thành hai tam giác, tam giác đồng dạng. Rồi quay trường hợp này tương tự đây cũng vậy, phần kéo dài, phần kéo dài thì thẳng ngang với đây thì lúc này cũng tạo thành cái tam giác ha, với ABC đồng dạng với A mà nè. Rồi bây giờ thì tóm tắt lại cái nội dung của bài học của mình đó, là cái phần số 1 nhỏ làm em cảm nắm cái này là cái định nghĩa nè. Tam giác A phẩy B phẩy C phẩy gọi là đồng dạng với ABC nếu em nhớ là phải có đủ hai điều kiện này được, ba góc tương bằng nhau, ba cạnh tương tỷ lệ và nó bằng chỉ số căn đó. Rồi căn gọi là chỉ số đồng dạng của phân tích viên viết và viết theo cái tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đằng trước thì các cái cạnh của nó sẽ nằm trên lệch. Rồi tính chất thứ nhất là tam giác đồng dạng chính nó, chất thứ hai là tam giác thứ nhất đồng dạng chất thứ hai thì ngược lại giác thứ hai đồng dạng chất thứ nhất, chất thứ ba chất thứ nhất đồng dạng chất thứ hai, tam giác thứ hai lại đồng dạng chất thứ ba thì kết luận là cái tam giác thứ nhất và chất thứ ba đồng dạng. Và cái phần định lý, nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành tam giác mới đồng dạng với mặt tròn, đó là chú ý. Định lý này đúng cho trường hợp là đường thẳng A cắt phần kéo dài hai cạnh của tam giác song song với cạnh còn lại. Lưu ý là cả định lý và phần chú ý này đều phải có cái vấn đề quan trọng là song song mình áp dụng được kết quả của nó. Rồi đây là cái nội dung của bài học thầy sẽ gọi lại các em ghi cẩn thận cho bạn. Rồi thì cho em ví dụ thứ nhất là tìm các cạnh tam giác đồng dạng trong hình giải sao giải thích. Đó là em quan sát các hình này em thấy là hình nào đồng dạng sau đó mình giải thích dựa theo định nghĩa mình sẽ kiểm tra. Bây giờ mình sẽ chọn, bây giờ thì quan sát thì thấy là hai tam giác này, cái cạnh của hai tam giác này sẽ đồng dạng đó. Thì quan sát thì thấy cái góc thì là góc còn lại đây nó là 40 độ, tới góc còn lại là 40 độ, vậy là cái ba góc bằng nhau, còn các cạnh tương đương, thì
bé đến lớn. Đó, bây giờ cái vị trí thứ nhất là độ K là 40 độ là nhỏ nhất mình đặt trước. Rồi lớn hơn đó nữa là 60 độ. Đây. Và lớn nhất là 80 độ đây, thì tôi đứng bên đây K như vậy là góc đứng đầu của nó. Đó là góc M là 40 độ, đây góc tương ứng là góc 60 độ V. Và tương ứng là góc R 80 độ đi theo từ bé lớn sắp ra ha, tương ứng các vị trí nó giống nhau hết. Rồi còn cái tỷ số đồng dạng ở đây, cái này mình đặt cái tam giác cạnh ngay trước thì các cái cạnh của nó sẽ nằm trên tử, cho cái tỷ số đồng dạng nó đây là đồng một, tại vì nó bằng nhau hết ha, bình cạnh này nó bằng nhau hết thì là tỷ số đồng một ha. Rồi như là còn hai cái thì còn lại thì quan sát kỹ là nó có bằng nhau hay không, thì thấy cái này nó thiếu cái góc này, mình sẽ tính ra được cái góc này nó là 50 độ, tương ứng bên đây góc này thì cũng tính ra được nó là 100 độ. Rồi các cái cạnh của nó thì sau khi mình xem xét tỷ số thì có thể là ba cái cạnh nó sẽ tương ứng tỷ lệ theo các con số như đây. À, rồi ba cạnh ba góc bằng nhau ba cạnh tỷ lệ ha. Lấy cái cạnh nhỏ nhất là cạnh AD là 2, tương ứng với đây cạnh nhỏ nhất của nó BA là 6. Rồi. Rồi cạnh lớn hơn một chút đó là DE, thì bên đây đó là lớn hơn chút của nó đây là AC, CA này. Cạnh lớn nhất là 4, thì bên đây cạnh lớn nhất của nó đây là BC là 12. Đó. Nha, không có lấy loại tương tự ha, lấy cái nhỏ nhất trước và lớn hơn rồi lớn hơn, cứ tương ứng cái tam giác này cũng vậy, cũng là nhỏ nhất rồi lớn hơn rồi lớn hơn. Đó. Vì các cái này nó đều bằng cuối cộng kết quả nó ra là 1/3. Cho nên là mình sẽ kết luận được là hai cái này đồng dạng. Tỷ số đồng dạng nó là 1/3. Thì học cao phải tại vì hai cái này tỷ số đồng dạng chung một cái bài thì cho nó cắt ra. Rồi. Nói lại cho em nghe đề đi. Cái cách viết nè. Cái vị trí thứ nhất là cái góc cái F. F đây là 30 độ thì cái vị trí thứ nhất bên đây đó là C là 30 độ đây. Cái ở giữa là vị trí thứ hai là E. E nó là 50 độ thì đứng bên đây B nó là 50 độ B nữa. Rồi đứng cuối là D là lớn nhất là 100 độ thì bên đây cuối là A là lớn nhất là 100 độ. Đó, tương ứng như thế này. Rồi chúng ta làm như thế này là chúng ta áp dụng định nghĩa đây. Nghĩa đưa ra hai mặt đây hai điều kiện. Ha, thì thu được kết quả là đồng dạng. Rồi em xem cái ví dụ thứ hai. Cho tam giác ABC từ điểm D trên cạnh AC kẻ đi song song với hai BAC, cắt BC và AB là ngược và E nhé. Thì có ba câu hỏi như thế này. À, bây giờ thì sẽ giải thành ra. Điểm D nằm trên cạnh AC này, D nằm đây. Rồi kẻ đi song song với AB, đây song song với AB đây là kẻ. Đó, tôi tưởng là cắt tại mét. Rồi song song với BC đây, song BC đó sẽ cắt là AB đây, tại mét. Rồi, rồi cái như hình vẽ mình chỉ là xin quan tâm. Rồi bây giờ mình sẽ cái câu hỏi giải quyết câu hỏi thứ nhất. Đó, câu hỏi thứ nhất đây là tam giác A, AD, A, AD và ABC có đồng dạng hay không? Thì mình thấy đề bài cho có vấn đề song song thì là mình áp dụng định lý, cái này là ngay trong định lý luôn, cho được song song cho nên sẽ ghi ra đây vì DE là song song với BC cho nên là sẽ thu được cái tam giác ADE sẽ đồng dạng. Đây A AD thì tương ứng nó sẽ là A B C đó, đúng thứ tự tương định và theo định lý thì là em thấy là chứng minh theo định lý rồi thật là ngắn gọn đó. Rồi lúc này mình lấy luôn hạt dụng vô rất là ngắn. Rồi tới câu B. Câu B là hỏi là DFC. DFC là ABC thì tương ứng là lúc này không có cạnh DE nữa, mà cái cạnh lúc này song song của nó là có lẽ cạnh DF. DF song song với AB thì mình thu được hai cái tam giác, đó là tam giác là DFC. Nhìn kỹ nha, DFC thì nó sẽ là đồng dạng như là A, B, C, nó lại D, F, C đồng dạng với A, B, C đó, đúng sự tương định. Rồi, coi như mình giải quyết được hai câu. Em thấy áp dụng định lý mình giải ra rất là yên. Rồi, giờ đến câu thứ ba như thế nào? Thì hai tam giác này, đó, hai tam giác này, hai tam giác nhỏ
ABC. Chỗ này phân giác ABC, chỗ này các em không có viết ngược lại, thì lúc này mình sẽ không áp dụng được cái câu C. Hai cái này phải tương đồng nhau. Đó. Áp dụng tính cách thứ ba là A phân giác ABC trên ABC, nghĩa là nó cùng đồng dạng với hai cái hàng, nghĩa là đó, cái đặt này là một, đặt này là hai, thì là từ 1 và 2 thì sẽ ra kết quả là hai tam giác này đồng dạng với nhau. Đó, lý do là cùng đồng dạng trên ABC theo cách số 3. Hai cái này giới thiệu cho em số 3. Vậy là mình sẽ giải số 3 của hai nha. Áp dụng định lý. Ở đây là áp dụng số 3. Quan sát cực kỹ để khi mình làm bài tập mình áp dụng giờ là tốt. Rồi mình giới thiệu với các em một bài thực tế. Thì nhà toán học Laplace đã nhờ các kiến thức về các thuật dạng sẽ đo chiều cao trên đường thẳng. Thì đây là cái kết quả của ông đo ở thời điểm đó. Thì kết quả này là gần như là chính xác. Phải nói trong thời gian đó là rất là tuyệt vời với kết quả này. Đó, và không cần phải leo lên cái chiều thử thách mà nhận xác định được chiều cao đó. Rồi bây giờ cái phần mình hướng dẫn cho mình nhà. Thì về nhà các em học cái này định nghĩa về định lý và tính chất. Chắc các bạn cũng chắc em biết nhà. Rồi trong sách mình nó có phần là có thể chưa biết thì các em liên hệ lại nhà mẹ này. Rồi bài tập về nhà thì thầy sẽ cho em bốn bài. Bài thứ nhất, bài thứ nhất này thì giống như cái ví dụ một mà thầy giảng cho em. Em quan sát ha, bình một, bình hai, bình ba, bình bốn, bình năm, bình sáu, mình thấy cặp nào mà nó có khả năng nó đồng dạng thì mình chữa lại. Sau đó thì viết cái hiệu ra, nếu đồng dạng viết cái hiệu ra nó không dạng thì thôi. Viết thì nhớ là viết đúng sự tương thích. Cái này em xem kỹ ví dụ một này đã giải thì em sẽ giải được nha. Mời em qua. Rồi các cặp tam giác đồng dạng là nhớ phải có giải thích giống như cái thầy đã làm ví dụ một. Rồi bài tập hai, cho tam giác ABC và tam giác MB hình giả, tức là hình giả cho sẵn rồi, tam giác như thế này. Ví thứ nhất là hai tam giác trên có đồng dạng với nhau không thì sao, viết bằng ký hiệu. Nó có đồng dạng thì mình sẽ viết bằng ký hiệu, nhớ không phải có giải thích. Rồi hai cái tam giác này là tam giác ABC đồng dạng với MB theo ký số k bằng nhiêu. Thì tôi hướng dẫn em là áp dụng cái định nghĩa ngang chữ k và các góc tương ứng nó có bằng nhau hay không, rồi làm cái tỷ số các hạng tương ứng của nó này bằng nhau hay không. Thì nói lần một lần nữa là khi mà em chọn lập tỷ số các cạnh á, thì các em quan sát cái tam giác này như thế ABC, tại vì người ta có thể cạnh tới ABC trước. Bây giờ ABC ba con số này thì con số lớn nhất là số 3 của cạnh AB, thì mình sẽ nhìn qua bên đây ba con số là tam giác bên đây thì nhỏ nhất của nó là 2. Vậy là mình sẽ lập tỷ số là AB phần MN thì nó sẽ là 3 phần 2. Rồi tới con số lớn hơn tí đó là 4,5 của cạnh AC, bên đây là MB là bằng 3 thì mình sẽ lập tỷ số là 4,5 phần 3. Thì cái này có thể em nhập cái vô cái máy tính, nhập vô máy tính bỏ túi là 4,5 phần 3 nó không có bằng thì sẽ thu gọn cho em là 3 phần 2. Rồi tương tự là cái cạnh dài nhất là 6 ở đây, thì cái cạnh dài nhất đây là 4, thì mình lập tỷ số là BC phần bên là sắp bộ qua phần hai thì mình thu được là ba cạnh tương tỷ lệ là đúng theo định nghĩa, qua góc tương bằng nhau ba cạnh tương tỷ lệ thì kết luận đồng dạng, tỷ số đồng dạng. Đó là cái tỷ số mà một cặp cạnh tương ứng thôi, tại vì ba cặp cạnh tương ứng cái tỷ số của nó là nó đều bằng nhau hết nên mình lấy một cái thôi. Bài số 3, điền vào cột trống. Câu A, tam giác A' với phải sẽ phải đồng dạng trên ABC với tỷ số là k bằng 3. Thì ở đây cố tình mà đảo ngược lại thì nó theo cái tỷ số đồng dạng nào, thì cái này là theo cái cách hồi nãy thầy chỉ nha. Đó, cố tình mà đảo ngược lại thì tỷ số đồng dạng trên k bằng nhiêu. Rồi cái thứ hai, câu B, tam giác DEF đồng dạng trên ABC hay tỷ số là k bằng 5 thì đảo ngược lại luôn thì tỷ số đồng dạng trên k bằng nhiêu. Rồi cái câu C, thì câu C thì thầy thử thách men chút xíu. Đó, thầy đánh chút sao. Thì cái tam giác A phải của phải sẽ phải đồng dạng trên K2.
và tổng số 4. Cho tam giác ABC từ điểm M trên cạnh AB cắt đi song song với AC và BC, chúng cắt BC và AC được là hai trực căn. Thì ta có ba câu hỏi. Thì cái này nó giống như là cái ví dụ số 2 thì là giải cho em. Được này. Đây cho thành dễ. Điểm M trên cạnh AB, đây điểm M là đây, AB đây. Giờ mình sẽ kẻ đi song song với AC, song song với AC đây. Đó nó sẽ cắt BC, cắt BC tại điểm H. Và tiếp theo là tia song song với điểm BC nó sẽ cắt là AC tại điểm H. Rồi tương tự như chùm hai nó sẽ giải được. Rồi bài chính của thầy ở đây là hết. Thì chúc các em học tốt. Rồi cái bài tập thì mấy em làm thì mấy em sẽ gửi cho cái số Zalo thầy để trên màn hình để thầy sẽ nhận xét bài cho các em. Cảm ơn các em đã theo dõi và xin chúc các em nhiều sức khỏe. Xin chào các em.